Sau một tuần, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chiến binh địa hình HTV Challenge Cup. Trong tập 8, quý khán giả đã chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn của các chiến binh hạng nâng cấp ở hai bài SS9 và SS14. Sau hai bài thi này, những ứng viên vô địch của cả xe hai cầu và bán tải nâng cấp đã dần xuất hiện. Và trong tập 9 ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai bài thi cuối cùng SS16 và SS11. Đây là hai bài thi có độ khó cao, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Trước khi đến với tập 9 kỳ này, hãy cùng theo dõi đâu là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch hạng xe nâng cấp sau 5 bài thi. Với 100 điểm trong bài thi SS9 của dòng xe hai cầu nâng cấp, tay đua Phan Ngọc Mỹ của đội xe Big Cup & Brand 2 tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 433 điểm. Nguyễn Hùng Phong của đội Thành phố Hồ Chí Minh 9 vẫn kiên trì bám theo khi anh và đồng đội có cùng tổng số điểm trong hai bài thi SS14 và SS9 với Phan Ngọc Mỹ nên vẫn đứng vị trí thứ hai. Ở dòng xe bán tải nâng cấp, sau 5 bài thi, Nguyễn Anh Tú của đội Bắc Togo 08 đã tạo nên một khoảng cách khá an toàn ở ngôi đầu khi nhiều hơn đội xếp thứ hai đến 152 điểm để trở thành ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Chúng ta hãy chờ xem thứ hạng chung cuộc liệu có thay đổi sau hai bài thi cuối cùng SS16 và SS11. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với đặc trưng xa hình của bài SS16, một bài thi đòi hỏi các thi đua phải giỏi về kỹ năng xử lý tốc độ. Bài thi SS16 dành cho hạng xe nâng cấp, thử thách kỹ năng lái xe của các vận động viên. Sau khi xuất phát, chiếc chiến mã tăng tốc trên đoạn đường thẳng trước khi bẻ cua liên tục 3 lần. Thử thách tiếp theo là đường mấp mô hay còn gọi là đường sóng trâu. Nếu không kiểm soát tốc độ tốt, chiếc xe rất dễ bị hư hỏng ở đoạn đường này. Thử thách cuối cùng là hố so le. Nhưng khác những bài thi trước, hố so le bài SS16 kéo dài đến đoạn quay đầu, đòi hỏi các vận động viên phải có kinh nghiệm để chinh phục thử thách này một cách hoàn hảo nhất. Sau khi quay đầu, chiếc chiến mã trở về nơi xuất phát, hoàn thành bài thi. Hãy chờ xem các vận động viên phải mất bao lâu để chinh phục bài thi SS16. Đội RAC1, xe 411 đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Lái chính là Nguyễn Đình Đức và lái phụ Ninh Quang Việt sử dụng một chiếc xe Ford Ranger để thực hiện bài thi này. Họ từ từ, chậm rãi vượt qua những rãnh sóng trầu, rồi tiến vào đoạn cua gắt. Tiếp tục vượt qua được đoạn hố so le, nhưng gặp đôi chút khó khăn ở điểm quay đầu do vị trí này khá hẹp, trong khi thân xe lại dài. Lái chính Đình Đức và lái phụ Quang Việt đã có sự phối hợp tốt để lùi xe đánh lái và quay trở lại thành công. Một lần nữa vượt qua đoạn hố so le và rãnh sóng trầu. Thận trọng vượt qua đoạn cua gắt, rồi tiến vào đích, hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút 49 giây 16%. Bây giờ chúng ta đến với bài thi SS16, phần thi của đội xe PAC Toco 08, xe mang số 403. Lái chính là Nguyễn Anh Tú và lái phụ là Phạm Quốc Huy. Đây là một bài thi không có những thử thách như hố lầy để thách thức khả năng sử dụng tời của các vận động viên, nhưng là một bài thi có những hố so le, những rãnh ngang và mặt đường hẹp, đòi hỏi kỹ năng xử lý lái của các tay đua là rất tốt, khéo léo. Bên cạnh đó phải có sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ, thì người lái phụ phải hướng dẫn đường cho lái chính. Đội 403 đã tiến đến điểm quay đầu và bây giờ họ sẽ trở lại đường cũ để chuẩn bị hoàn thành bài thi này. Có thể thấy lái chính Nguyễn Anh Tú đã xử lý rất tốt ở những đoạn cua gắt và đường hẹp. Xe không hề chạm vào những điểm dây giới hạn để tránh cho việc họ bị trừ điểm ở trong bài thi S16. Và ở góc quay này chúng ta cũng có thể thấy sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ. Lái phụ được xem là con mắt để hướng dẫn đường đi cho lái chính khi mà lái chính phải tập trung hết sức vào việc đánh lái và giữ chân ga.
họ đã vượt qua đoạn rãnh ngang cuối cùng và bây giờ đang lao vào đích để hoàn thành bài thi với thời gian là 1 phút 42 giây 81%. Chúng ta đến với bài thi SS16, phần thi của đội xe mang số 203, đội Vitaraba Ghost, với lái chính là Nguyễn Văn Vân và lái phụ là Đoàn Trọng Tuân. Đội xe mang số 203 với lái chính Nguyễn Văn Vân đã vượt qua những đoạn cua gắt ở thời điểm đầu của bài thi này rất thuận lợi. Bây giờ họ tiến đến đoạn hố nghiêng và rãnh so le rồi thực hiện quay đầu. Đây là một đoạn cua rất gắt và mặt đường cũng hẹp, nên lái chính Nguyễn Văn Vân và cả lái phụ Đoàn Trọng Tuân đã phải điều khiển xe khá thận trọng. Điều quan trọng nhất ở trong bài thi này không phải là việc xe đi tốc độ cao như thế nào, mà là việc các tay đua phải xử lý đánh lái ở những đoạn cua gắt này như thế nào để có thể duy trì được tốc độ tốt nhất và không bị làm đứt dây để cho các trọng tài phải trừ điểm. Bên cạnh đó là việc họ phải điều khiển xe vượt qua những hố nông và hố so le sao cho xe không bị kẹt lại ở những đoạn đó và vẫn duy trì được tốc độ để về đích. Bây giờ thì tất cả những thử thách đều đã được vượt qua và đội xe mang số 203 và lái chính Nguyễn Văn Vân và lái phụ Đoàn Trọng Tuân đã về đến đích. Thời gian của họ để hoàn thành bài thi này là 1 phút 53 giây 93%. Ở bài thi SS16 cùng với cặp Tuấn Long trung thành đội Vitara 1, còn có hai xe nữa trong số 7 đội của câu lạc bộ Vitara Việt Nam vượt hơn 2.000 km để tham dự HV Challenge Cup với niềm phấn khích được giao lưu cùng những người đam mê upload trong cả nước. Cái giải như này là một cái sân chơi rất là vui cho anh em. Tôi biết ạ. Toàn quốc mình cảm thấy rất là vui. Nó không khí hôm nay rất là vui. Mình cảm thấy rất là hứng thú tham gia cái chương trình này. Và chính họ, những tay đua đến từ câu lạc bộ Vitara Việt Nam đã góp phần rất lớn tạo nên sân chơi vui và hứng thú cho HTV Challenge Cup 2019. Ra đời từ năm 2008 với lực lượng ban đầu là những tay lái có chung niềm đam mê các dòng xe Suzuki Vitara, máy bền, kiểu dáng cổ điển cứng cáp. Sau 11 năm hoạt động, Vitara Việt Nam hiện là một trong những cộng đồng off-road lớn mạnh nhất nước, có hàng trăm thành viên, đã trải nghiệm vô số chuyến đi vượt địa hình, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc. Đây là lần đầu tiên những đại diện của câu lạc bộ tham dự một sự kiện off-road trên truyền hình. Cái sự kiện này là lần đầu tiên của HTV tổ chức là chuyên nghiệp, và mình mong là cái mô hình này là sẽ được lâu dài, bền vững hơn để có cho anh em sân chơi như tụi mình có cái niềm đam mê và có chỗ sân chơi rất là lành mạnh. Rất là thú vị, đầu tiên là cảm thấy rất là thú vị thì mới di chuyển từ Hà Nội vào để tham gia. Thứ hai nữa là một cái chương trình mà có truyền hình kéo dài thì nó có một cái sức, nghĩa là sẽ có sức lan tỏa trong cái cộng đồng. Cộng đồng không phải chỉ mỗi việc là những anh em chơi xe không, mà những người lái xe khác nữa. Đấy. Đến với cuộc thi HTV Challenge Cup, Vitara Việt Nam có 20 thành viên, trong đó có 7 xe thi đấu ở hai hạng mục, hai cầu nguyên bản và hai cầu nâng cấp. Đặc biệt có đôi vận động viên là vợ chồng duy nhất trong 69 đội đua, chồng Nguyễn Sĩ Thành lái chính và vợ Trần Thị Thúy Hương lái phụ. Thực ra là mới đầu thì tôi cũng tham gia một số những cái chương trình thiện nguyện ở vùng cao ấy, thì mình mới thấy cái gọi là off-road này nó rất là hay. Mình tự mình chinh phục được, mình vượt qua được những cái mà mình muốn qua. Vậy thôi. Thế là đương nhiên thì ở nhà thì chồng thích thì vợ là phải thích thôi. Cũng rất may là cái cá tính của mình nó cũng hơi chút, mình tự nhận thấy là mình cũng mạnh mẽ, cho nên là mình nhìn thấy mình cảm thấy là cũng không sợ. Trên đời này nói là không sợ cái gì thì không đúng, thế nhưng mà ngồi trên xe thì cũng yên tâm, là ngồi cạnh chồng thì cũng yên tâm hơn ạ. Thế rồi mình cũng đam mê theo và là sau lần này thì là cũng được theo vào trong này luôn với chồng. Với đội xe đồng một màu sơn đỏ, các thành viên Vitara Việt Nam đã tham dự vào cuộc chơi HTV đúng với tinh thần thể hiện hết mình, mong muốn lan tỏa niềm đam mê để góp phần phát triển môn off-road. Riêng với chị Thúy Hương, một trong 4 tay đua nữ tham dự giải đấu, thì đây là dịp khiến chị càng đồng cảm hơn với sở thích của người bạn đời và sẵn sàng tiếp tục cùng anh trải nghiệm những cuộc hành trình. Chúng ta vừa theo dõi xong bài thi SS16, hãy cùng nhìn qua thành tích của các đội xe nâng cấp sau 6 bài thi. Ở dòng xe 2 cầu nâng cấp, giành điểm tuyệt đối ở bài SS16, tay đua Phan Ngọc Mỹ vẫn giữ ngôi đầu và dần tạo ra một khoảng cách tương đối lớn hơn với đội xe xếp thứ 2.
hai vị trí tiếp theo vẫn chưa có sự thay đổi nào. Nhưng ở phía sau, Nông Anh Tuấn và Trần Việt Dũng của đội Vũng Tàu 4 và Vitara 2 đang vươn lên mạnh mẽ. 95 điểm giành được ở bài thi SS16 giúp Nguyễn Anh Tú của Portugal 08 sớm giành chức vô địch trước một bài thi. Nguyễn Đình Đức của RAC1 bài này thi đấu không tốt nên đã nhường lại vị trí thứ hai cho Diệp Tú Anh của đội CSC113. Nhà vô địch của dòng xe bán tải đã được xác định, nhưng cuộc tranh chấp ở dòng xe hai cầu vẫn diễn ra vô cùng kịch tính. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thi cuối cùng, SS11. SS11 là bài thi thử thách gầm xe ở hai hạng mục, hai cầu nâng cấp và bán tải nâng cấp. Những hố xe le ở đoạn về đích đòi hỏi những chiếc xe phải được trang bị phụ tốt mới đủ sức vượt qua mà không cần đến tời. Nhưng mấu chốt thành bại của bài thi SS11 nằm ngay sau vạch xuất phát với hai hố sâu hình chữ V, còn gọi là hố hàm ếch. Xe nào mất ít thời gian ở đây nhất sẽ có lợi thế hoàn thành bài thi trong thời gian nhanh nhất. Với độ sâu 1,5m, bất kỳ chiếc xe nào chọn điểm đặt bánh không hợp lý đều bị lọt thỏm và nghiêng một góc 90 độ so với cạnh hố. Lúc đó, tời chưa chắc là việc cứu tinh. Ngược lại, chỉ cần đặt bánh xe hợp lý, giữ chân ga đều, xe có thể vượt qua cả hai hố chữ V mà không cần mất nhiều thời gian xoay sở. Hơn đối phương chỉ 9 điểm, liệu chiến binh Phan Ngọc Mỹ của Big Cup and Run 2 sẽ làm gì để có thể đoạt ngôi cao nhất dòng xe hai cầu? Phần thi của tay lái Phan Ngọc Mỹ được khán giả lẫn các tay đua đội bạn chờ đợi. Trước hết vì anh đang dẫn đầu bảng điểm, hiện là ứng viên ngôi vô địch hạng mục hai cầu nâng cấp. Anh Mỹ còn là thành viên nhóm tứ quái Phan Brothers, anh em nhà họ Phan lừng danh trong giới chơi xe off-road từ Bắc chí Nam. Bốn anh em cùng niềm đam mê về xe, giỏi công nghệ, thành thạo về lắp ráp phụ tùng, nâng cấp xe và là những người tiên phong chơi loại hình off-road ở Việt Nam. Sức mạnh của Vulcan 4x4 là sức mạnh đoàn kết. Bốn anh em thương nhau và rất đoàn kết. Đó mới tại vì mỗi người mỗi tính mà, thì mỗi người nhường nhịn một xíu mới gắn kết được như vậy. Quan trọng nhất, cả bốn anh em đều là những tay lái cừ khôi, luôn luôn sát cánh bên nhau, chinh chiến trên mọi cung đường gian nan nhất của Việt Nam cũng như ở các nước có phong trào xe địa hình phát triển trong khu vực. Thật ra cái mình thích nhất khi đi vô rừng là không sóng điện thoại, hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Nên có đi lại 100 lần mình vẫn ở một địa điểm vẫn thấy như là đi lần đầu tiên. Nó rất và thoải mái và nó refresh hoàn toàn bản thân mình. Khi mà anh mình cùng đồng đội hoặc là những người anh em ngoài Hà Nội vào cùng nhau vượt qua một cung đường khó thì đúng một cái cảm giác không có tiền bạc nào mua được hết. Xe 23 PNS02 của anh Phan Ngọc Mỹ và Bùi Minh Duy bước vào bài thi SS11 với quyết tâm rất cao. Họ đang là đội xe nằm ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng ở phân khúc hai cầu nâng cấp. Và việc có được kết quả thuận lợi ở bài thi SS11 này cũng sẽ giúp họ cải thiện được rất nhiều điểm số trên thành tích của mình tại HTV Challenge Cup 2019. Trước bất kỳ cái bài thi nào thì chúng tôi đều kiểm tra và tính kỹ rất nhiều phương án để mà hoàn thành bài thi. Ví dụ như cái hố đầu tiên thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai phương án tời nếu như xe chúng tôi không lên được, nên cái sự tính toán ban đầu và khi áp dụng bài thi nó không bị lung tung. Bài thi SS11 là bài thi để test khung gầm của những mẫu xe nâng cấp. Đã có khá nhiều những chiếc xe hai cầu nâng cấp không thể vượt qua được hố nghiêng đầu tiên. Và anh Phan Ngọc Mỹ với kinh nghiệm dày dặn của mình trong thể loại đua off-road sẽ đứng trước một thử thách rất lớn ở bài thi này. Cái đầu tiên là cái hố mình phải đặt đúng vị trí xe, vị trí bánh xe, chỉ cần lịch đi khoảng 20 phân là sẽ bị lật hoặc là có thể gài vô cái mép hố và phải không. Một cú nhấn ga rất mạnh của anh Phan Ngọc Mỹ, chúng ta cùng xem lại. Động tác nhấn ga rất dứt khoát đã giúp cho anh Phan Ngọc Mỹ vượt qua được thử thách đầu tiên ở bài thi này. Và tiếp đến là thử thách thứ hai cũng được anh Phan Ngọc Mỹ chinh phục. Khi mà vào đầu hố mình chỉnh xe rất là kỹ, không gấp gáp, sử dụng là một cầu để mà xử lý lái cho chuẩn, đặt thẳng bánh xe, sau đó mới gài hai cầu để mà lên đội hố.
đó là cái mấu chốt của bài thi đó. Công việc của tôi trong bài thi này đó là điều chỉnh hướng bánh xe, tại vì như anh Mỹ ngồi ở trên đó, thì sẽ không thấy hết được cái hố ở dưới, cho nên tôi sẽ xuống tôi điều chỉnh bánh xe. Cái tâm lý thi đấu nó rất là quan trọng trong bất kỳ cái môn thể thao nào, thì từ bài đầu tiên tới bài cuối cùng, lần nào vào mình cũng phải để cho tâm lý mình thật thoải mái, hít thở đều trước khi vô bài thi, nên cái điểm số hay các đội khác chạy nhanh hay chậm mình không bao giờ quan tâm. Và bây giờ sẽ là đến đoạn cuối cùng, đó là đoạn hố so le. Có lẽ cũng sẽ là những cú nhấn ga để vượt qua đoạn hố so le này. Những thử thách đang dần được xe BNF 02 chinh phục rất xuất sắc, và họ đã vượt qua được phần hố so le cũng rất thuận lợi. Thời gian của xe BNF 02 mang số 23 là 2 phút 38 giây 53%, một thành tích rất ấn tượng ở bài thi này. Xin được chúc mừng anh Phan Ngọc Mỹ, chắc chắn anh sẽ có được số điểm rất cao với thành tích vừa qua của mình. Quá sướng, quá đỉnh, không còn gì để nói nữa, đỉnh cao. Tuyệt vời, thế là người ta dư khả năng làm việc đó, vấn đề còn thêm một chút may mắn, nhưng hôm nay tất cả đã ok hết. Good number one. Mình hy vọng là anh Mỹ sẽ đoạt cúp, nên năm nay anh Mỹ có cái chuyên môn rất là cao, rất là tốt. Về xe cũng number one. Một khẩn 4x4, cố lên BNF, cố lên. Đây là xe Vitara 1 với số 205 của hai anh Nguyễn Tuấn Long và Hoàng Trung Thành. Đội xe đến từ thủ đô Hà Nội và họ sẽ bắt đầu bước vào chinh phục bài thi SS11. Những dấu hỏi lớn đang hiện ra ở bài thi này và đang buộc khá nhiều đội đua phải có những thành viên để theo dõi các đội đua khác thi đấu. Xe 205 có cách tiếp cận hố nghiêng đầu tiên một cách chậm rãi, nhưng có vẻ như họ đã gặp trở ngại ở phần hố nghiêng này. Xe Vitara 1 đang không có được một vị trí thật tốt. Xe của họ bị nghiêng rất nhiều và chỉ có phần thân xe, phần hai bánh ở bên trái là có thể tiếp xúc được ở đoạn dưới của hố nghiêng. Có thể nhận ra được ý đồ của ban tổ chức cũng như là các chuyên gia xây dựng bài thi SS11 này, đó là các đội đua muốn hoàn thành, muốn vượt qua được đoạn hố nghiêng sẽ phải có cách đặt bánh thật chính xác. Khi mà những mẫu xe hai cầu nâng cấp có bề ngang nhỏ hơn kích thước hố khá nhiều, thì yếu tố đặt bánh lại càng trở nên quan trọng hơn. Đội xe 205 Vitara 1 đang cố gắng thực hiện những thao tác tời để đưa xe có được vị trí thật thuận lợi để vượt qua hố nghiêng. Nhưng xem ra những nỗ lực của lái chính Nguyễn Tuấn Long và lái phụ Hoàng Trung Thành đã không thành công, và họ sẽ phải bỏ cuộc và nhờ đến xe cứu hộ ở bài thi SS11 này. Rất đáng tiếc. Bài thi giống nhau nhưng với dòng xe khác nhau, thì đâu là điểm thuận lợi và khó khăn của hai cầu và bán tải nâng cấp tại bài thi SS11? Cái bài này ấn tượng nhất là, thứ nhất là cái máy mạnh, cái hai cái xe ngắn gọn, nhưng mà cái dùng từ chuyên môn tức là háng xe phải rộng, chứ nó không quá nhỏ nhỏ, có những xe vừa rồi đã đều phải nằm nghiêng hết ở trên hố thi thứ nhất. Xe ngắn gọn nhưng không được quá nhỏ, đó là điều kiện lý tưởng để qua được hai hố nghiêng của bài SS11. Bởi với hố nghiêng như thế này, xe có khung dài đòn, lại có trọng lượng nặng như xe bán tải, thật sự quá khó để qua được. Vậy đầu không xuôi, làm sao để đua đi lọt? Hố dốc như này thì anh em phải tính toán làm sao mà đặt bánh xe cái bên phụ, làm sao mà bước vào được cái bước sát bên phía bên phụ để làm sao nó bám được cái đường bên đấy. Thì khi mà đặt hai bánh trước xuống hố sâu mà người ta phốc ra lên để cái xe đó lên cái đỉnh dốc và người ta nằm chờ như thế, thì là cái xe đã thoát được qua hố sâu. Còn nếu trường hợp không qua được hố sâu đấy thì anh em cũng phải bám bên đấy, và lúc đó lại phải sử dụng đến kỹ năng tời. Như vậy, nếu lái chính vận dụng tốt đồng thời kỹ năng giữ chân ga và chân số, đồng thời phán đoán đúng điểm rơi của bánh xe, họ sẽ qua được hố đầu tiên.
Tiếp theo là hố thứ hai sẽ dễ xử lý hơn vì nhỏ và không quá sâu. Cuối cùng, chuỗi hố so le hay còn gọi là hố chân chó ngay trước vạch đích là điểm khó thử thách sức bền của khung xe. Bài 11 là một cái bài cũng để các cái bạn, những cái đội mà họ nâng gầm thì họ sẽ rút kinh nghiệm và có thể là họ sẽ nhân rộng khi mà cái bản thân họ đã từng nâng cái gầm và cái xe đã đang thi đấu trong giải này. Hầu hết các xe khi đã tham gia off-road đều phải trang bị lại. Nhưng lựa chọn trang thiết bị nào để nâng gầm xe và gia cố bộ phận chống sốc chính là chiếc chìa khóa để hoàn thành bài thi SS11 này. Đây là phần thi của xe 403 PSC Topo 08 của hai vận động viên Nguyễn Anh Tú và Phạm Quốc Huy. Đây là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch HTV Challenge Cup 2019 ở phân khúc bán tải nâng cấp. Và chúng ta cùng xem là họ đến với bài thi SS11 này với phong độ như thế nào. Họ tiếp cận hố nghiêng đầu tiên cũng khá chậm rãi. Và bước 1 đó là lái chính Nguyễn Anh Tú sẽ điều chỉnh hướng mũi xe cho thật đúng hướng của hố nghiêng đầu tiên. Có vẻ như xe 403 đã bị treo bụng. Và buộc lái phụ Phạm Quốc Huy phải thao tác tời để hỗ trợ cho lái chính Nguyễn Anh Tú. Những mẫu xe bán tải nâng cấp có kích thước bề ngang là lớn hơn những mẫu xe hai cầu nâng cấp, nên họ sẽ không bị hụt bánh như những mẫu xe hai cầu nâng cấp đã thi đấu mà chúng ta đã thấy trước đây. Cách đặt bánh cũng rất hợp lý của xe PSC Toco 08. Họ đã gần vượt qua được hố nghiêng đầu tiên và họ đã chinh phục được hố nghiêng đầu tiên rất tuyệt vời. Tiếp tục là hố nghiêng thứ hai, cũng không phải là trở ngại như là hố nghiêng đầu tiên. Họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Bây giờ sẽ là quay đầu sang phải để đến với những đoạn hố so le. Vượt qua được một cách thuận lợi, những củ nhấn gà rất đều của lái chính Nguyễn Anh Tú. Họ đã hoàn thành được những thử thách của bài SS11. Thời gian của họ là 4 phút 19 giây 65, rất tuyệt vời. Con xe 403 vẫn đang tiếp tục thể hiện phong độ rất ấn tượng tại HTV Challenge Cup. Tiếp tục là một mẫu xe bán tải nâng cấp khác, đó là xe 409 OFC Đồng Nai 3 của hai anh Võ Trường Giang và Nguyễn Kim Hùng. Trước khi bước vào hố nghiêng đầu tiên thì đoạn gốc cây hẹp khiến cho những mẫu xe bán tải nâng cấp phải mất thêm một ít thời gian để có thể đánh lùi trở lại và định hướng mũi xe thật chuẩn so với hố nghiêng đầu tiên này. Họ sẽ phải cần xuống hố nghiêng theo phương thẳng để tránh bị nghiêng xe. Và đó là cách tiếp cận của hai anh Võ Trường Giang và Nguyễn Kiên Hùng. Họ đang thao tác tời cùng nhau khi mà bánh xe ở phía trước bên trái đã bị kẹt lại ở một phần hàm ếch ở dưới hố nghiêng. Đây cũng là thời điểm để họ tận dụng phá vì sai để cả bốn bánh cùng quay ở dưới hố. Đó cũng là một trong những điều kiện để đưa xe vượt qua. Họ cũng đã hoàn thành được hố nghiêng đầu tiên và sẽ tiếp tục là hố nghiêng thứ hai. Đang là những trở ngại nhất định đến từ phần hố so le đang gây khó khăn cho đội xe 409. Việc sử dụng tời ở đoạn hố so le này chắc chắn sẽ khiến xe OFC Đồng Nai 3 bị mất khá nhiều thời gian. Họ cũng đã vượt qua được, đã gần 10 phút trôi qua
Và đây là thời điểm để chúng ta biết được thành tích thi đấu của đội xe 409 OFC Đồng Nai 3. Và thành tích của họ là 9 phút 26 giây 32%. Như vậy, bên F02 vô địch hai cầu, Bắc Togo 08 lên ngôi ở dòng xe bán tải nâng cấp. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại cuộc hành trình đầy ấn tượng của họ. Với chiếc xe số 403 đội PAC Toco 8 của lái chính Nguyễn Anh Tú, lái phụ Phạm Quốc Huy đã thể hiện điều này sau 7 bài thi của hạng xe bán tải nâng cấp. Với tổng điểm 655, chiếc chiến mã đến từ Hà Nội xuất sắc giành chức vô địch, bỏ xa chiếc xe thứ hai gần 200 điểm. Rất là gian nan và vất vả, mệt có mệt, vui có vui, những giây phút vỡ hòa về cảm xúc cũng có. Vượt đoạn đường hơn 1.700 km từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, lái chính Anh Tú, lái phụ Quốc Huy đã mang đến HTV Challenge Cup 2019 niềm đam mê chinh phục thử thách. Với chiến thuật chậm nhưng chắc, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội xe Hà Nội đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải. Sau 7 bài thi, chỉ duy nhất bài SS14, đội xe 403 đạt 80 điểm, 6 bài còn lại đều từ 90 điểm trở lên, trong đó có 2 bài đạt điểm tuyệt đối 100. Tuy nhiên, với lái chính Anh Tú, thử thách lớn nhất của đội anh là bài thi SS04. Cái hố lầy nó quá là sâu và đi sau nhiều xe quá thì nó bị hàm ếch, nó bị lầy quá, mình không thể lên được. Vinh danh nhà vô địch nhưng không thể bỏ qua hai đội xe khác cũng có mặt trên bục chiến thắng. Ở vị trí áp quân, đội xe CSC113 của lái chính Diệp Anh Tú, lái phụ Nguyễn Quang Hạ đạt được 457 điểm, chỉ hơn 4 điểm so với đội xe giành vị trí thứ 3 là RAC1 với lái chính Nguyễn Đình Đức, lái phụ Ninh Quang Việt. Giải đấu đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị quán quân, nhưng với những đội xe còn lại, họ cũng có được niềm vui cho riêng mình. Đó là được sống cùng đam mê, trải qua những giây phút căng thẳng để chinh phục thử thách địa hình và cuối cùng được hội tụ của anh em off-road trên khắp mọi miền Tổ quốc tại HTV Challenge Cup 2019. Và lễ chính Phan Ngọc Mỹ của đội BNF 2, nhà vô địch hạng hai cầu nâng cấp, là vận động viên nổi danh trong giới off-road với phong cách chơi thứ hai, từ tốn, không bao giờ làm gì mà không quan sát và tính toán tỉ mỉ trước. Trước mỗi bài thi, anh đều dành thời gian tìm hiểu xa hình, phán đoán tình huống để tính trước hướng xử lý tối ưu. Làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình và danh hiệu đến là phần thưởng xứng đáng dành cho đội BMF 02. Mình chỉ tập trung vào cái xe và cái đường của mình thôi, không hề nhìn một ai hết. Nhưng mà quan sát đối thủ không đem lại được kết quả gì cho mình hết. Sự chỉnh chu giúp đội BNF 02 hoàn thành cả 7 bài thi của hạng hai cầu nâng cấp. 3 trong số đó họ giành điểm tối đa 100 để vượt qua một ứng cử viên khác nặng ký cho danh hiệu là đội Thành phố Hồ Chí Minh 9 F1 của lái chính Nguyễn Hùng Phong và lái phụ Hoàng Xuân Vũ. Nhưng vẫn còn một yếu tố nữa không thể không nhắc đến. Yếu tố mang thành công cho đội dự giải này là yếu tố may mắn là nhiều. Là vượt qua bài thi số 11 mà không phải một lần nào tời, đội nào thi cũng phải tời qua bài đó. Có cùng 544 điểm với đội Thành phố Hồ Chí Minh 9 F1, nhưng đội Lạng Sơn 1 của lái chính Nông Anh Tuấn và lái phụ Hoàng Văn Thống xếp hạng 3 vì mắc lỗi điểm trừ nhiều hơn. Sau khi xác định những nhà vô địch của hạng xe nâng cấp, giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những ứng viên đăng ký của hạng xe chuyên nghiệp. Trong tập 10 tuần tới, chương trình Chiến binh địa hình sẽ trở lại với hạng xe chuyên nghiệp cùng bài thi SS5. Đây là một bài thi cực kỳ hấp dẫn khi các tay đua sẽ phải vượt qua những ao lầy liên tiếp cùng cung đường đua hẹp và khúc khuỷu. Hãy cùng hòa vào những cảm xúc tuyệt vời của các chiến binh địa hình khi họ hoàn thành một bài thi gian nan. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 10 trên sóng HTV7. Khám phá xe off-road với bao diệu kỳ, ta hòa vào thiên nhiên, khắp chân trời nghìn trùng xa xôi, cho ta chiến thắng vượt qua hết bao.